Nãy giờ thôi tham gia sơ sơ với mấy anh em, nãy giờ mấy anh em tham gia thì cũng nhiều nội dung, nhưng mà nói đến cái thằng Hoàng Tuấn Bạch đó, bữa Giang Hoàng nó cũng có chia sẻ cái status của thằng Hoàng Tuấn Bạch là nó khuyên là ở Việt Nam là phải gì đó mua xả. Xả đại khái mấy cái gì đó để về xong để ngừa Covid, rồi mua rượu 60 độ sáu pha nước rồi sáu mươi độ uống uống. Má thiệt chứ mình nghĩ sao không hiểu sao cái thằng này nó ngu thiệt hay nó ngu giả. Nếu mà nó nghiêm túc đó, thì thật sự mà nói thì cái thằng này là cái thằng đầu đất, đúng không? Trong khi cả cái thế giới này biết bao nhiêu nhà khoa học họ nghiên cứu vaccine rồi cái thuốc để điều trị Covid, còn mình nó đưa ra hai cái đó là xong rồi diệt được Covid, thì các cái nhà khoa học trên thế giới này nhốt lại rồi đổ ra biển hết chứ làm gì, đúng không? Làm sao bằng cái đầu thằng Hoàng Tuấn Bạch được? Bởi vì đúng nói cái rồi. đám chống cộng này nó ngu si, nó ngu cách tưởng tượng được. Sao ước nó giờ thành chục bạch rồi. Đó là chưa kể là những cái chuyện mà ở bên nước nó xảy ra, nó im nó câm như hến, đúng không? Cái dòng của cái đám chống cộng là nó vậy, hầu như là giống nhau hết. Thôi bây giờ mình gác nó qua một bên, bây giờ mình nói chuyện chống dịch trong nước đi. Hồi nãy là Giang Hoài thì có nói đến những cái thành phần gọi là thờ ơ lãnh cảm, hay là nói chung là nhiều lắm. Thì nói thật ra thì cái đất nước nào cũng có những cái thành phần như vậy, nó thời gian qua thì nó đã thể hiện rồi. Chính cái thờ lãnh cảm nó mới sinh ra những cái gọi là cái chủ nghĩa cá nhân nó cao hơn cái pháp luật rồi, thậm chí là nó chống lại những cái lực lượng chức năng giống như cái bộ bình thường, đúng không? Thì Đúng thật rồi, sự đúng rồi. mình là cái người chấp hành một hơn một tháng nay, trước khi có cái chỉ thị 17, chỉ thị 15, 16, chỉ thị 15 mình đã ở trong nhà là bây giờ tới giờ là cả hơn một tháng rồi đó. Tức là mình muốn rằng mình không ra đường để hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc, tránh lây nhiễm. Bây giờ thì nó thật sự là rất khó không xử lý lắm rồi, nhưng mà rất nhiều cái thành phần khác vẫn cứ tìm cớ này cớ kia để đi ra đường, đúng không? Và chúng ta đã theo dõi Facebook, chúng ta ở nhà nhưng mà chúng ta vẫn biết là đâu đó vẫn xảy ra. Nhưng mà thật sự thì mình cũng mong là cái số đó nó là cái số rất nhỏ thôi, chứ nếu mà nó nhiều thì thật sự mình thấy rất thương cho những cái cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu. Mình ở nhà mình vẫn có thể nằm máy lạnh lướt Facebook, đúng không? Coi tivi, coi phim, coi ảnh, chúng ta có thể làm được nhiều thứ. Rồi ăn uống cũng thiếu, tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn mà. Thì mình hãy nghĩ đến những cái người đó mưa gió, các bạn thấy đó, đứng ở ngoài cái chòi không có chỗ nào mà không ướt nó tạt. Rồi những cái em sinh viên đó, nó làm trong cái môi trường căng thẳng nóng bức, rồi mặc những cái áo cái khoác đó, hai lớp áo đó, khẩu trang mấy lớp đó, rồi coi như là ngất xỉu tại chỗ, phải phải hô phải phải cấp cứu, hay là những cái hình ảnh đó mình thấy hàng ngày. Tại sao mình không biết chia sẻ? Nếu mình là con người, mình có trái tim thì mình phải động lòng trước những cái hình ảnh đó. Còn những cái kẻ mà đem những cái hình ảnh đó ra để mà xuyên tạc, để mà bêu rếu, thì đó là hành động của những cái con mình nói thẳng là những cái đứa súc vật. Nó là súc vật chứ không phải là con người, bởi vì con người phải có trái tim. Đó, nói thẳng một câu đến những cái kẻ mà lợi dụng cái tình hình dịch bệnh của đất nước mà xuyên tạc bị đặt, thì đó là những loài súc vật cầm thú như cái thằng Hoàng Tuấn Bạch, hay là mấy thằng Benny Trương Tân Thái đó, mấy thằng âm ổng ông ổng nó nói là nó yêu nước thương dân. Mình xin nói một cái phân tích một chút để thấy cái sự yêu nước thương dân của nó. Trong khi đất nước đang gồng mình chống dịch, chính phủ, các ban ngành đoàn thể
rồi các tập thể cá nhân, rồi thậm chí những cái người dân rất nghèo họ cũng chung tay góp sức cùng đồng bào cả nước để mà chống dịch. Thì ở hải ngoại đó, tụi nó ngoài lên xuyên tạc bị đặt thì nó làm được gì cho đất nước không? Có thằng nào mở like kêu gọi ủng hộ đồng bào trong nước khó khăn hoạn nạn không? Không bao giờ có, chứ bao giờ luôn. Nó chỉ cho mấy cái thằng chống cộng như cái thằng gì mà hồi nãy nói, thằng gì nợ nợ gì xạo Lâm láo Bạc lên hay người ủng hộ tiền. Cái thằng đó nó cần tốt, có phải được nó có nằm trong cái diện được ủng hộ được, được giúp đỡ không? Mấy cái thằng chửi cộng sản, cái thằng mà lên xuyên tạc nó bậy nó bạ thì tụi nó cho tiền. Bao nhiêu người dân đó cần sự hỗ trợ, có thằng nào mở cái like ra kêu gọi đồng bào hải ngoại hãy giúp đỡ nhân dân trong nước? Đừng có giúp cộng sản, cộng sản họ không cần đó, nhưng mà nhân dân trong nước cũng là ai, cũng là anh chị em bạn bè thân thuộc rồi bà con dòng họ tụi nó ở đây. Tụi nó đâu đi, nhưng mà đâu phải đi hết đâu, ở trong nước vẫn còn rất nhiều người thân bè bạn của nó. Tại sao nó không mở like để nó kêu gọi ủng hộ đi, nó gửi về cho những cái người đó? Đó đi anh. Đổi đổi nó lại, đổi nó lại. Ừ. Thì đó mình thấy không, trong khi ở trong nước chúng ta thấy rõ cái sự đoàn kết giữa các miền nha. Bây giờ cái đám mà nó cứ mở miệng nó phân biệt vùng miền của mình, thực sự mình nghe lộn luôn, điên lắm. Bởi vì dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một, dù cho ở miền nào hoặc thậm chí tụi nó ở hải ngoại thì tụi nó cũng là có cái nguồn gốc từ Âu Cơ và Lạc Long Quân, cũng là người Việt mà ra, chứ đâu ra, tụi nó đâu có chui dưới hầm cầu hay là dưới ống cống lên đâu, đúng không? Nhưng mà nó nói chung là mình sợ, mình khinh nói anh em Phong này, mình cực kỳ khinh bỉ và cực kỳ giận dữ, không biết cái từ nào để miêu tả cho cái đám chó săn gắn mác dân dân chủ quậy. Mình gắn cho nó là cái đám chó săn dân chủ quậy ở trong nước. Ngày bình thường thì không sao, như những lúc này mà nó vô cảm, nó vẫn còn xuyên tạc đủ điều để nó bày đặt, để nó gửi thông tin cho cái lũ đấu tranh xạo ở bên hải ngoại, là mình rất chi là cay mà không làm gì được chúng nó. Nếu như mình chỉ là thấp cổ bé họng, mình không làm được gì được chúng nó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình cũng không không phải là giáp mặt chúng nó, chứ nếu như mà giáp mặt chúng nó thì chắc phải sẵn sàng cho chúng nó một cái gậy vào mồm luôn. Điển hình như là mấy cái thằng như thằng Ninh Xuân, mấy thằng thằng Thọ Chập với thằng Lâm Văn Nợ, ba thằng là nó vừa ngu vừa nì. Hôm bữa thấy nó lên nhà chị Cao, chị hỏi là mày ủng hộ 1.800, nó kêu nó chối, nó kêu là em cho mấy cái người mấy người thân xung quanh thôi, cho mấy gọi là ít thôi, đúng không? Rồi nó nói là bây giờ tài sản mình có thì bây giờ mình không giữ rồi cộng sản cướp mẹ nó, mấy cái thằng mất dạy. Đấy, nó nói như thế thì không phải là thì đó mình nghe mình điên lắm. Mình mà nghe ở ngoài đường mà nghe là thật sự là nếu mà có vi phạm pháp luật mình cũng đập nó, sao chấp nhận. Nói chung là có vả cho vài phát thì có công an, có gọi người dân mình phạt hành chính ít, phải chơi à đó. Những cái kẻ đó, bởi vậy sao bị người ta đánh nhiều, bị người ta đập nhiều. Mấy thằng dân chủ mình không dùng cái từ dân chủ cụi, xin lỗi luôn, dân chủ cụi thì nó chính xác hơn, nhưng mà mình dùng cái từ dân chủ. Các bạn cứ phân tích đi, mấy cái thằng đó tụi lên mạng là gì, tiền với lại toàn là chất xét với lại dâm dục với nhau, không gọi là dâm chủ thì đúng rồi đó. Nhìn đi, đứa nào thằng nào vậy, rồi hồi cái tụi nó moi móc nó lòi ra hết lên rồi, nó bầu toàn là xét với tiền. Vâng, em chào tụi anh thích ngộ không, tụi nó kêu gào dân chủ gì nó đó. Trở lại cái vấn đề ở trong nước thì ta thấy những cái hình ảnh rất là cảm động. Nói là họ khó khăn, thật sự ở miền Trung so với miền Nam Bắc thì họ là những cái người nông dân cần cù, nhưng mà họ không có giàu khó lắm. Thì mình thấy họ trồng được cái bí, họ trồng được quả bầu, đúng không? Được mớ rau, họ đem ra ủng hộ cho đồng bào miền Nam. Những cái hình ảnh vô cùng xúc động.
thậm chí là những người tộc Kiều ở Quảng Trị đó, không các bạn thấy đó, nói tiếng Kinh vẫn rành, nhưng mà rồi họ vẫn đóng góp những cái gì họ có, rất là nhỏ thôi, rất ít thôi, nhưng mà đó là thể hiện cái sự đoàn kết, cái tấm lòng tương thân tương ái mà chỉ có trong nước mới có. Còn hải ngoại xin thưa, xin lỗi thì không bao giờ có được. Ở hải ngoại lúc nào cũng mở miệng ra yêu nước thương dân rồi thì không bao giờ có. Các bạn nhìn những cái hình, những cái người mà homeless vô gia cư ở bên nước Mỹ, các bạn biết là mấy tháng trời mới được có một người, gọi là người ta làm từ thiện, người ta cho ăn được tô phở, mừng lắm, sung sướng, giống như là một ăn một cái bữa tiệc đó, ăn một tô phở, mà trong khi ở Việt Nam phở là cái một gọi là cái bữa ăn sáng thôi. Thì tôi nói, tôi mở miệng ra là nó vậy, mở miệng yêu nước thương dân, chúng ta thấy rồi bản chất của bọn nó là khốn nạn. Mình nhiều khi mình đâu muốn chửi, mình cũng muốn là cái người đàng hoàng mà nghe tụi nó là nó bực xúc, muốn lên muốn chửi đi. Nhiều khi mình không hiểu nổi tại vì tại sao mình có mặt ở đây, mình đúng đâu bây giờ chỉ bây giờ nói chung là lắm lúc mình tức ấy, mình chỉ ước là mình chỉ ước là mấy thằng đó nó ở gần ngay mình thôi, xong bắt đầu sang gả cho nó mấy cái, xong nó công an có phạt thì cũng chịu. Thì bây giờ mình đã nói rồi, tại sao mình có mặt ở trên không gian mạng này đó, để mình phản biện tụi nó, là tại vì tụi nó xuyên tạc, chứ nó nói đúng đi, nó đúng về đất nước đi, thì không ai rảnh đồ lên đây mà ngồi mà mở like rồi vô những cái nhóm của cái đám tụi nó lập ra để mà phản biện tụi nó, đúng không? Nói chung là nếu mà nói về cái ý như này, nói về cái ý như này á, thực sự là nói với anh Nam Phong và tất cả anh chị em này, nếu như dân mình thì người ta đại bộ phận đã no làm ăn, thì đất nước mình đang hòa bình, an ninh nó ổn định, người ta no làm ăn thì mình cũng không trách được. Thì mỗi người có một cái xu hướng khác nhau, thì anh em mình thực sự ra là lên đây thì nó cũng gọi là cái nguồn tư tưởng khác nhau thôi. Cái xu hướng của anh em mình lên đây, mình chẳng phải là cái làm việc gì cho nhà nước hay tổ chức nào, đó là cái xuất phát từ cái suy nghĩ, và đôi khi đó là cái tôi của một người công dân của mình đứng trước một cái sự xuyên tạc đất nước của chúng nó thì mình gọi là ngứa mồm mình nói thôi, chứ còn mình cũng chả có trách nhiệm mình với không phải là mình không trách nhiệm, mình không phải là mình có giao bị được giao nhiệm vụ lại bảo không có trách nhiệm, mà không phải mình là người giao nhiệm vụ, không phải là mình là thực thi nhiệm vụ, mình là trách nhiệm nhỏ nhoi của một cái người công dân đứng trước một cái, mình bảo vệ cái nền hòa bình, bảo vệ cái môi trường của mình, môi trường sống như này mình thấy nó ok ổn, còn đâu đó thì nó vẫn có cái sai trái thì anh em mình vẫn cứ đấu tranh cho tốt đẹp lên, chứ đâu phải là mình thờ ơ, mình bảo vệ mù quáng đâu, đúng không anh? Đúng rồi, bây giờ mình chỉ cần nói đơn giản thôi. Chúng ta đều biết Syria, Libya, đúng không, những cái nước đó vì đâu nên nổi, đúng không, vì đâu mà bây giờ đất nước của họ tan hoang như vậy đó, đời sống cùng cực như vậy, cũng vì những cái thằng mà mở miệng ra đòi dân chủ nhân quyền này, rồi được cái sự can thiệp thô bạo của cái đám phương Tây, Mỹ, thì bây giờ cái đất nước nó tan hoang vậy, thì cái trách nhiệm của mình là như thế nào? Mình có muốn đất nước mình giống như vậy không, đúng không? Nếu mình im lặng, mình nên kệ mẹ nó cứ đấu tranh đi, nó chửi thì mình im lặng, thì tương lai của đất nước mình nó như vậy, thì mình là cái người sống ở cái thời kỳ này, rồi sau này con cái mình sinh ra nó mình mang tội nó, đúng không? Tại sao lúc đó mình không đứng ra bảo vệ, không đứng ra đó, để mà đánh đuổi cái đám chống phá đó, nó dập tắt nó đi, thì tương lai mình và con cái đời sau của mình, Libya là Syria, Iraq, các bạn thấy đó, bây giờ 10 năm trời nó gọi là mang đến cho họ dân chủ nhân quyền mà 10 năm. Cho nên mình chỉ nói đó, vậy mình là một cái người dân, cho nên mình có cái trách nhiệm phải bảo vệ quê hương đất nước mình. Bảo vệ bằng cái cách nào thì mỗi người có một cách, đúng không? Có người đúng thì rồi. Có điều kiện họ sẽ giúp chia cùng với chính phủ, các mạnh thường quân họ giúp này kia. Còn mình thì mình thật sự mình không có giàu có nhiều như họ. Có thể mình đóng góp, ví dụ dịch vừa rồi mình ủng hộ 1 triệu,
cái quỹ vaccine, nhưng cái đó rất là nhỏ thôi, mình sẽ đó, nhưng mà mình đúng rồi, mình không có thì vật chất mình đóng góp bằng tiếng nói, bằng cái sự gọi là chấp hành pháp luật và mong muốn những cái người xung quanh mình chấp hành như mình. Ví dụ như bây giờ mình ở trong nhà nè, tuyệt đối không đi ra đường, đúng không? Này, không phải là tuyệt đối, nhưng mà mình đi ra khi mình mua đồ. Nói chung mình đi ra đường, anh chị mình chia sẻ là cái cách em đi ra đường này. Mình đi ra đường nếu như mình thấy đám đông thì mình phải tránh ra. Đấy, có nhu cầu gì ấy, mình nếu mà mình tới cái khu đó mình gặp đám đông là mình cũng không có chen đến vào đó. Tức là mỗi người có ý thức một tí thì nó sẽ giãn cách ra thì nó sẽ không tạo thành đám đông. Nó là như vậy, chứ còn nếu như mà bảo là không hoàn toàn không ra thì chắc là cũng không rất là khó. Đó. Phải ra, nói chung là không ra thì lấy gì đồ ăn đủ. Ồ, sáng nay thằng con nhỏ em bên quận 5 á, nó gửi xe Gojek, nó chở cho mấy thùng đồ quá trời, chắc ăn cho chục ngày chưa hết nữa, bỏ đầy hết rồi. Nó sợ bên này không có mua mà mình vẫn đi mua đó, mình bên Hóc Môn nó chở bên quận 5 qua đó. Đó, đúng rồi, Sài Gòn bây giờ mà ra đường thì cái tâm lý sợ hãi lắm, tâm lý cực kỳ sợ hãi Sài Gòn đấy. Thật sự là không thiếu đâu, vẫn đi mua được, nhưng mà mình phải xếp hàng, mình phải chờ đợi, bởi vì không cho vô nhiều. Như cái Bách Hóa Xanh gần nhà mình là cứ đi ra một cái là xếp hàng, khai báo y tế trước, xong rồi để đó, xong rồi cứ người này ra bắt đầu cứ một người ra thì một người vô, nó duy trì trong đó bao nhiêu người đó cứ ra vô và đứng giữ khoảng cách. Thì ở chỗ mình có hai cái Bách Hóa Xanh, thì một cái á, nó lớn hơn á, thì lại vừa rồi mình đi thì mình thấy đóng cửa, không hiểu lý do tại sao đóng cửa luôn. Thì vô tình thấy người ta chia sẻ là bị gì đó, nâng giá thực phẩm, cuối cùng bị đóng cửa luôn. Nhưng mà không biết là mình thấy, không biết là chính xác không, mình thấy đóng cửa mấy ngày thì có cái người ở địa phương họ chia sẻ và thấy cái hình chụp quản lý thị trường họ vô kiểm tra giá luôn, cái hình luôn. Đúng rồi đó, Bách Hóa Xanh này. Bách Hóa Xanh đúng rồi, là có hiện tượng nâng giá. Thì cái đó là cái hành động rất kịp thời đó, của cái cơ quan chức năng, để sao để không, tụi nó không có lợi dụng được cái việc mà chống dịch. Cái thời điểm này là cái thời điểm chúng ta nên chia sẻ khó khăn với đồng bào, với nhân dân, với cả nước, chứ không phải là cái thời điểm để mà lợi dụng trục lợi cá nhân. Đó là những cái hành vi vô đạo đức, không thể chấp nhận được. Lâng giá theo cái diễn biến thị trường là nó có, là cái đó chấp nhận được. Ví dụ như nó ở cái mức nào đó thôi, phải không Nha Phong với Giang Hoàng nói là có cái kìa. Thế nhưng mà nó có những cái mặt hàng nó nâng giá một cách là vô lý, thì làm sao mà qua mắt được nhân dân, không qua mắt được nhân dân. Có nghĩa là nếu thằng Bách Hóa Xanh nó làm như vậy là nó cũng vậy. Mình nói nè, bây giờ quy luật, mình đang là một cái nền kinh tế thị trường thì cái gì nó cũng phải thực hiện theo cái quy luật của thị trường đó. Thì đương nhiên khi mà hàng hóa khan hiếm thì nó sẽ tăng giá, nhưng mà không thể có cái chuyện mà tăng một cách đột ngột hay là vô tội vạ, phải có sự thời điểm này thì công tác vận chuyển nữa nó rất là khó khăn. Thì nó có tăng thì mà tăng vừa thôi. Phải thông cảm một điều là bây giờ nó đã là cái thời buổi khó khăn, thời điểm này nó khó khăn, cho nên mình đừng có đem cái lúc mà bình yên, lúc mà bình thường ra để so sánh. Chúng ta mỗi người hy sinh một chút, chịu đựng một chút để cùng nhau vượt qua cái họa Covid này. Bởi vì chúng ta không, 14 ngày cách ly này là vô cùng ý nghĩa. Nếu chúng ta không vượt qua thì thật sự rất khó khăn luôn. Bởi vì sắp tới nếu không vượt qua thì chúng ta khó có thể mà tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 này nữa. Bởi vì dân họ ở trong quá lâu rồi, kinh tế nói chung là có ảnh hưởng rất nhiều rồi. Mình nếu mình làm liên tục vậy là có nhiều người họ sẽ gọi là tư tưởng lung lay, đúng không? Họ sẽ sinh ra cái tiêu cực đó. Cho nên là cái 14 ngày này nếu chúng ta thực hiện tốt tất cả, mà thực hiện tốt hay không phải là do ý chí chủ quan của nhà nước không, mà đó là của người dân. Nếu chúng ta chấp hành thì chúng ta có thể kiềm chế được nó, còn không thì sẽ rất là khó. Dự báo nếu mà chúng ta không kiềm chế được thì khó lắm, bởi vì ở Sài Gòn là cái thành phố nó quá lớn, quá rộng, quá đông dân, mười mấy triệu dân không phải ít.
đúng rồi, Sài Gòn nó đông chật chội. Cái kiểu mà chưa kể thường trực khoảng 12 đến 33 triệu dân. À, mà nếu mà tính cả nhập cư thì chắc phải lên 16-17 không? Không, dạ, cả nhập cư đấy, cả nhập cư đó, cả nhập cư đó thường trực khoảng 13 triệu. Cả nhập cư đấy. Thì nói chung chưa con số chính xác thì chưa có, chưa biết, nhưng mà khoảng mười mấy triệu đó. Con số quá lớn. Trong khi một cái nước tư bản phương Tây nó có 5-7 triệu à. Mà mình riêng ở thành phố còn mười mấy triệu rồi. Mình thấy là con số cực kỳ khổng lồ, cho nên là cái việc mà quản lý, cái việc truy vết, cái việc mà chung là chống dịch này nó sẽ có những cái hạn chế, không thể nào chọn được hết. Cho nên mình thì là một người dân thì mình không làm gì được, tốt nhất mình thực hiện tốt cái nhiệm vụ công dân và thực hiện tốt cái chỉ thị cuộc sống đó. Cũng, nhà nước cũng không đòi hỏi mình phải ghê gớm lắm, phải đóng góp hay gì ghê gớm lắm. Chỉ cần chúng ta thực hiện tốt cái chỉ thị 16 đó. Bây giờ đài bắt đầu loa phát thanh nó bắt đầu ra réo nè, thông báo cái tình hình dịch bệnh, và ngày nào cũng vậy hết, chúng ta nghe chưa, phải lo nè, thông báo tình hình dịch bệnh địa phương của thành phố, của đất nước, rồi các cái hướng dẫn, lời nhắc nhở đó, liên tục. Nhưng mà đó là một điều tuyệt vời. Đứng trước một cơn đại dịch như này thì để em nói là đứng trước một cơn đại dịch như này thì mình thấy cái sự tuyệt vời của cái hệ thống chính quyền, hệ thống các cấp của Việt Nam mình nó hoàn toàn ưu việt hơn so với cái thằng gọi là cái thằng tư bản phương Tây, đúng không? Mình nói đôi khi thì mình thấy là mình thì cái xã hội của mình thua nó nhiều được, nhiều mặt, thế nhưng phải nói rằng là đứng trước một cái cơn đại dịch này thì mình thấy nó ưu việt hơn rất là nhiều đấy. Nhưng mà ngoài ra thì mình hy vọng nếu kinh tế mình cũng tốt hơn